truy tìm người liên quan vụ án loạn luân ở tỉnh Thất Bồng Lai. Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người liên quan đến vụ án loạn luân ở tỉnh Thất Bồng Lai để phục vụ công tác điều tra. Ngày 5 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết đang thụ lý vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi Thiền Am bên bờ vũ trụ. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người có đặc điểm lai lịch như sau: nữ. Tên là Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1993, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cha Lê Tùng Vân, mẹ Lê Thu Vân. Theo quyết định, Lê Thanh Kỳ Duyên là người có liên quan vụ án, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Những ai biết thông tin về người nêu trên, đề nghị thông báo cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 0693-609-113 hoặc 084-272-8599, gặp điều tra viên Trần Minh Hoàng. Như đã thông tin, sau thời gian điều tra và có đủ chứng cứ xác định ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân. Do đó, ngày 19 tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội loạn luân. Ông Vân được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe. Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.